Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, nên trong đêm nay, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 50mm trong vòng 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai và Lai Châu. Các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa rào và dông vài nơi với nhiệt độ từ 24 cho đến 32 độ. Còn khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, nắng sẽ nhiều hơn, mưa dông chỉ xảy ra cục bộ về chiều tối và đêm với lượng không nhiều. Xuôi xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục từ 11 cho đến 14 độ vĩ Bắc kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam cường độ trung bình, nên đêm nay và ngày mai cả hai khu vực này sẽ đều có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 cho đến 60mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 100mm trong vòng 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.